sẽ có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình các bạn để nhận được những tin tức mới nhất, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Bạn gái Văn Đức khoe ảnh cưới đẹp lung linh, dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết này. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, chàng cầu thủ Phan Văn Đức và hot girl Nhật Linh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng cũng như là người hâm mộ. Mới đây, loạt ảnh cưới ngọt ngào của Văn Đức và Võ Nhật Linh được chia sẻ trên mạng xã hội đã làm cho dân tình đứng ngồi không yên. Dù cặp đôi chụp ảnh cưới theo phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn gây được ấn tượng với mọi người. Nhìn loạt ảnh cưới này mà ai cũng phải suýt xoa vì quá ngọt ngào và ngoại hình thì vô cùng xinh đẹp của cô dâu. Đáng chú ý, mọi người phát hiện ra trong tất cả những bức ảnh này, mặc chú rể đã khéo léo được che đi, tuy nhiên ai nấy đều dễ dàng đoán được đó là chàng cầu thủ điển trai Văn Đức. Dù không để lộ mặt trong những bức ảnh được vợ sắp cưới chia sẻ, nhưng dân tình vẫn dành lời khen tới cầu thủ Phan Văn Đức vì vẻ đẹp trai chuẩn số ca. Được biết, cặp đôi được đồn thổi yêu nhau từ tháng 9 vừa qua và sau đó liên tiếp về các thông tin đám cưới. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi thường xuyên khoe hình ảnh lãng mạn, hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân của mình. Nhật Linh được dân mạng chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, dễ thương. Hiện cô nàng đang là chuyên viên trang điểm và make-up tại Hà Nội. Đám cưới của Văn Đức và Nhật Linh dự kiến được tổ chức vào ngày 6 Tết Nguyên Đán tới đây. Bồ Tiến Linh bất ngờ tiết lộ chuyện tình yêu của con trai. Hiện tại, ông Quyền muốn con trai tập trung cho sự nghiệp bóng đá vì tuổi còn trẻ. Sau này, ông muốn Tiến Linh cưới một cô vợ gần nhà. Nguyễn Tiến Linh năm nay 22 tuổi, quê gốc Hải Dương, là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Mùa SEA Games 30 vừa qua, chàng cầu thủ sinh năm 97 có những pha lập công giúp tuyển Việt Nam bất bại trước các đối thủ. Hiện Tiến Linh sống cùng bố mẹ ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ông Nguyễn Tiến Quyền, bố Tiến Linh cho biết, ngoài việc tập trung thi đấu ở tuyển quốc gia, tập luyện ở câu lạc bộ, Tiến Linh về nhà sống cùng bố mẹ và em trai. Trước đó, Tiến Linh từng hẹn hò với cô giáo dạy múa Ngọc Quyên, quê Nghệ An. Ông Quyền cho biết, chàng tiền đạo đã đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Sau đó Ngọc Quyên thường đến nhà bạn trai chơi. Ông Quyền nói, con lớn rồi, yêu ai là quyền của con, vợ chồng tôi không phản đối. Tuy nhiên, ông Quyền cho biết, Tiến Linh và bạn gái đã chia tay vì cả hai không hợp nhau. Hiện chàng cầu thủ đang tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Nghề cầu thủ rất ngắn, có thể trận này con được ra sân, nhưng trận sau chưa chắc được ghi tên. Tôi vẫn luôn động viên con, hãy tập trung cho sự nghiệp và con tập luyện chăm chỉ, ông Quyền nói. Ông Quyền cho biết vợ chồng ông không đòi hỏi con trai phải yêu người này người kia hay đưa ra một mẫu con dâu chuẩn mực với gia đình. Con yêu ai lấy ai cũng được vì đó là hạnh phúc của con. Ông bố quê Hải Dương nửa đùa nửa thật. Vợ chồng tôi chỉ mong sau này con lấy được một người vợ gần nhà cho tiện đưa đón dâu, thăm hỏi nhà thông gia. Văn hậu hôn gió chào tạm biệt bạn gái khi lên máy bay đi Hà Lan. Trong đoạn clip Hoàng Anh chia sẻ, văn hậu vui vẻ tạm biệt bạn gái trước khi lên máy bay. Chiều tối ngày 11 tháng 12, trong khi các đồng đội cùng đoàn thể thao Việt Nam rời Philippines về nước, đoàn văn hậu phải lên đường bay thẳng sang Hà Lan để tiếp tục thi đấu tại câu lạc bộ SC Heerenveen. Trên story trang cá nhân, Hoàng Anh, bạn gái của nam cầu thủ, đăng đoạn video ra sân bay tiễn nửa kia. Trong clip, hậu vệ tuyển Việt Nam nở nụ cười tươi, lưu luyến vẫy tay tạm biệt bạn gái bằng nụ hôn gió. See you, Hoàng Anh tạm biệt và mong sớm gặp lại bạn trai. Trước đó, trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam với Indonesia trên sân Rizal Memorial, hot girl sinh năm 99 là một trong số ít nàng WAS có mặt trên khán đài của Vũ. Sau khi giành chiến thắng cuối cùng và giành chức vô địch, văn hậu chạy đến bên bạn gái trao cho cô chiếc huy chương vàng của mình. Hoàng Anh cũng đăng bức ảnh chụp chung tình cảm với nửa kia. Đây là lần hiếm hoi chị Đích chủ động đăng hình thân thiết với bạn trai. Ngay sau đó, cả hai cùng đồng đội của hậu vệ Thái Bình như Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Linh, Tiến Dũng đã có buổi tụ tập ăn uống. Công khai chuyện tình cảm từ giữa tháng 4 năm 2018, văn hậu Hoàng Oanh được nhận xét là một trong những cặp cầu thủ WAS kín tiếng vì ít khi khoe tình cảm trên mạng xã hội. Hoàng Oanh cũng sinh năm 99, hiện là sinh viên Đại học Lao động và Xã hội. Cô được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, xứng đôi với cầu thủ Hà Nội FC. Đôi trẻ có khoảng thời gian yêu xa khi hậu sang thi đấu tại Heerenveen từ giữa tháng 9.
Cùng thời điểm, họ vướng tin đồn rạn nứt tình cảm khi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đôi trẻ khiến người hâm mộ yên tâm khi nhiệt tình dành những lời tình cảm, khoe hình ảnh thân thiết trên trang cá nhân, xóa tan đi tin đồn đường ai nấy đi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.